Hey, xin chào quý vị, hai của mình đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Chiều chủ nhật ngày 29/2017, trời Sài Gòn đang mưa quý vị, mưa lâm râm. Độ bây giờ khoảng 29 độ C. Bên phải là đường Trần Huy Liệu, ngày xưa là đường Trương Tấn Bủ. Rồi, ngã tư này đường Nguyễn Đình Chính gì? Cái đường nào? Có mình gãi cái đường nào? Trái là đường Nguyễn Trọng Tuyển. Rồi, cắt ngang phía trước là đường Hoàng Văn Thụ, rồi phải về ngã tư Phú Nhuận, rồi trái là về Lăng Cha Cả. Bên phải đây là quân khu 7. Bên phải là vô đường Trường Sơn vào phi trường Tân Sơn Nhất này. Đi thẳng ở đây là cắt ngang công viên Hoàng Văn Thụ hướng về Lăng Cha Cả. Thank you.
Rồi đây là đường Cộng Hòa. Đang mưa gió nên tiếng nó bị ồn, cái gì thông cảm, bỏ volume thấp lại. Đây đi giao hàng bánh pizza này. Đây ngã ba Mũi Tàu, đường Trường Chinh với Cộng Hòa nè. Bên tay trái là siêu thị Bixi đó. Bên phải đây là bờ rào phi trường Tân Sơn Nhất. Phía tây này hôm rồi giải tỏ mấy cái tiệm bán bonsai cây kiểng đó. Thank you.
đây là đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, hiện hướng ra ngã tư An Sương. Trước đây là cầu Thăm Lương. Đây là ranh giới giữa quận Tân Bình, qua bên kia cầu là quận 12. Thank you, see you quý vị nha.